nóng, bệnh nó dễ bị nóng. Giờ nếu mà nó mềm á, nó mềm như thế này nè là mình có thể lấy ra được. Đó, mình lấy cái cây này mình nại thật sâu luôn, thật sâu luôn. Bắt đầu mình lấy cái cây mình cũng thọt vô giống vậy, giờ mình xay xay nhẹ 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 rồi. Kêu ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn á là mình sẽ khiến cho cái con vịt nằm yên. Để vịt nằm xuống, giờ mình để cái đầu nó vô đây. Đó, các bạn thấy rồi ha. Rồi, mình sử dụng một cái lá chuối. Mình úp nó lại. Oh. Đó, thấy không? Em ghê. Không nhúc nhích, không động đậy nha.